bệnh dạ dày thường gặp và cơ chế cải thiện của Wellness Oriflame. Trước tiên đấy là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một gọi là những cái chức năng chính của dạ dày. Thì ở đây mọi người cũng đã nhìn thấy hình ảnh cái dạ dày rồi đúng không ạ? Mình sẽ thấy là nó có rất là nhiều những cái lớp. Một cái dạ dày nó nho nhỏ như thế này thôi, nó giống như kiểu một cái đoạn ruột xong là nó được phình ra ấy. Đó, và nó có rất là nhiều cái lớp cơ ở đây, là cái bộ phận mà tiếp nhận thức ăn và cái bộ phận đầu tiên trong cái quá trình tiêu hóa của mình. Thế nên là đồng nghĩa với việc đấy là nó sẽ tiếp xúc với rất là nhiều những cái vi khuẩn, virus, và đại loại là giống như kiểu là cái giống như là cái tuyến đầu tiên ấy. Đó. Và vì vậy nên là dạ dày của mình có những cái chức năng như sau ạ. Dạ dày của chúng ta có những cái chức năng như sau. Chức năng nghiền cơ học thức ăn và thấm dịch vị này. Chức năng phân hủy thức ăn, chức năng tiết ra pepsin, enzyme phân giải protein giúp quá trình tiêu hóa hấp thu diễn ra dễ dàng hơn, và cuối cùng đó là cái chức năng gọi là kho lưu trữ tạm thời thức ăn. Nga xin phép bầu một số chị em làm đồng quản trị để có gì sẽ tăng mic cho Nga nhé. Chào Phạm nhé. Gương mặt vàng trong làng tăng mic. Ok. Trang có gì tăng mic giúp chị nhé. Ok ạ, đây thì mọi người cũng thấy đấy là nó là những cái chức năng căn bản của cái dạ dày của mình. Đó, vậy thì cái dạ dày của mình gần như là trong cuộc đời của mọi người ấy, không đến mức là cuộc đời đâu mà là hầu hết là chúng ta sẽ đều gặp phải cái vấn đề đau dạ dày ít nhiều. Ít nhất là một lần rồi. Tất cả những anh chị em đây chắc chắn là trên 18 tuổi rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là mình cũng đã ít nhất một lần mình cảm thấy đau dạ dày, đau cái vùng thượng vị, hay đại loại là ví dụ như mình cảm thấy như bị ợ chua, hay là ợ hơi, ợ nóng vân vân, rất là khó chịu ở cái vùng cổ cũng như dạ dày của mình. Đấy, và vì thế nên là nó là một cái bệnh mà rất là thường xuyên chúng ta có thể gặp phải. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái nguyên nhân nào khiến cho chúng ta bị đau dạ dày đúng không ạ? Đau dạ dày thì nó là một cái bệnh lý, chỉ cái tình trạng tổn thương viêm nhiễm bên trong dạ dày của mình. Đấy, thì mọi người cũng quay lại một chút cái hình ảnh dạ dày thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là nó có những cái cơ các thứ bên ngoài để co bóp nhào thức ăn của mình này. Mình cứ tưởng tượng nó giống như kiểu là một cái máy giặt ấy. Đó, và cái dạ dày của mình thì nó sẽ có, khi mà thức ăn nó vào dạ dày của mình thì nó sẽ tiết ra những cái dịch vị, axit các thứ để có thể gọi là phân hủy cái thức ăn của mình, và sau đấy là thức ăn nó sẽ được chuyển đến cái bộ phận tiếp theo, đó là đường ruột, để có những bước tiêu hóa tiếp theo. Đó, vậy thì cái đau dạ dày nó là cái tình trạng tổn thương viêm nhiễm bên trong cái niêm mạc dạ dày của mình này. Đó, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, đồng thời có thể gây ra rất là nhiều những cái biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết dạ dày hay là thủng dạ dày. Thì khi mà Nga tìm hiểu thì có rất là nhiều những cái vấn đề về dạ dày, có rất là nhiều những bệnh khác nhau, nhưng tự chung lại thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân chính, đó là tràng ngược dạ dày và viêm dạ dày. Thì nó là hai trong số những cái lý do chính gây ra cái vấn đề gọi là tạo cho mình cái, nó khiến cho mình có cái cảm giác là mình bị đau dạ dày. Và lát nữa chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cụ thể thế nào là trào ngược và thế nào là viêm mọi người nhé. Đấy, hoặc đau dạ dày thì cũng có thể do một số những nguyên nhân khác làm tổn thương dạ dày, như là ung thư này, hay là những cái bệnh về đường ruột, dị tật bẩm sinh và các bệnh khác. Thì mình hình dung là cơ thể của mình nó là một khối thống nhất đúng không ạ? Khi mà một cái bộ phận nào đấy nó gặp vấn đề thì hoàn toàn nó có thể ảnh hưởng sang những bộ phận khác. Nên là khi mà chúng ta có những cái tổn thương ở những nơi khác thì hoàn toàn có thể gây ra cái vấn đề bị đau dạ dày. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái triệu chứng đau dạ dày như thế nào. Đây là những cái triệu chứng mà hết sức gọi là mình rất là dễ gặp phải. Thứ nhất đấy là ợ nóng, ợ chua này. Thứ hai đấy là mình có cái cảm giác bị khó nuốt, thức ăn trào ra. Thứ ba đó là mình cảm thấy bị buồn nôn. Thì cái vấn đề mà bị buồn nôn thì thường sẽ xảy ra ở những người mà bị tràng ngược dạ dày. Thứ tư đấy là mình cảm thấy bị đau tức ngực và giáp ngực này, đau vùng thượng vị. Vùng thượng vị em mọi người hình dung là cái phần xương ức của mình nhá. Thì cái phần thượng vị nó ngay ở giữa, nó ngay ở dưới. Kiểu ví dụ cái xương ức của mình đây, xương ngực của mình đây đúng không ạ? Thì cái vùng thượng vị nó ngay ở dưới này này. Đó, thì nếu như mình cảm thấy đau ở vùng đấy thì rất có thể là nó là một trong những cái triệu chứng của cái việc mà chúng ta có thể bị viêm loét dạ dày rồi.
Đó. Tiếp theo đó là chúng ta bị đau rát theo từng cơn này, có thể là trước hoặc là sau ăn, tùy vào cái thời điểm mình cảm thấy bị đau thì nó sẽ báo hiệu xem là mình bị cái vấn đề gì cụ thể về dạ dày. Và tiếp theo đó là mình cảm thấy bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón này, rồi là chán ăn, sụt giảm cân, hay là những cái vấn đề mà rất là đôi khi đấy là mình gặp những vấn đề này nhưng mình lại không nghĩ đấy là bị đau dạ dày đâu nhá. Ví dụ như là bị xuất huyết đường ruột này, mình thấy phân của mình nó bị màu đen ấy. Đấy, rồi là viêm phổi tái diễn hay là hen suyễn, thì những cái vấn đề này nó đều là do chúng ta bị viêm bị đau dạ dày, bị viêm loét hoặc là bị trào ngược dạ dày mà nó dẫn đến thành ảnh hưởng đến những bộ phận khác về phổi, dẫn đến là viêm phổi hay là hen suyễn. Hoặc là như một cái kinh nghiệm của bản thân Nga như thế này, đấy là có một cái thời gian khoảng độ cuối năm 2020 đầu năm 21 ấy, thì mình mới thấy là bị ho rất là lâu và rất là khó chịu ở cái vùng cổ, và ho có khi phải đến sao nhỉ, tức là mình cũng gọi là ngậm những cái giảm ho các thứ nhưng mà thấy nó cũng không có được đỡ. Thế sau đấy là mới đi khám thì bác sĩ, thì lúc đấy thì bác sĩ mới phân tích như thế này, đấy là thực tế đấy là mình không phải là gặp cụ thể một cái vấn đề gì đó mà gọi là về hô hấp đâu, mà trên cái gọi là khi mà anh bác sĩ mới dùng cái máy gọi là soi vào cái cổ họng của mình ấy, thì mới thấy đấy là thực tế là cái cổ họng của mình là vì bị cái axit dạ dày nó trào ngược lên và nó gây gọi là gây bỏng, gây gọi là làm cháy cái phần niêm mạc của cái phần họng của mình ấy, nên là nó dẫn đến là tại vì sao mình bị ngứa và bị ho kéo dài là vì cái lớp da non nó được hình thành nên nó khiến cho mình có cái cảm giác ngứa đấy. Và anh cũng có hỏi đấy là xem mình có hay bị stress hay không, có hay bị thức khuya hay không, thì đúng thật là cái giai đoạn đấy mình rất là hay bị stress cũng như là cũng thường xuyên thức khuya, nên là nó ảnh hưởng đến cái dạ dày của mình rất là nhiều. Và mọi người thấy đấy, có thể nó là cái vấn đề mình tưởng là do là hô hấp các thứ, nhưng thực tế gốc rễ nó lại là do cái vấn đề dạ dày của mình. Thế nên khi chúng ta gặp một hay là một vài cái vấn đề hay là một vài cái triệu chứng ở đây ấy, thì mà nó bị kéo dài thì chúng ta cần phải đi khám mọi người nhé. Mình phải đi khám cụ thể xem là mình đang gặp cái vấn đề gì. Nhưng cùng một cái triệu chứng như thế nhưng mà nó có thể phản, tức là gốc rễ nó có thể là rất là nhiều những nguyên nhân, và mình không đi khám thì mình không thể nào biết được, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là thế nào là cái bệnh trào ngược dạ dày, thì xin mời mọi người xem một cái video ngắn này nhé. Hệ tiêu hóa của chúng ta có vai trò giống như một nhà máy giúp tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Tuy nhiên thì vì thế mà bộ phận này rất dễ tiếp xúc với những nguy cơ về bệnh tật, trong đó họng đến thực quản là những vùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương, từ đó gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Theo các nhà y khoa, trong hệ tiêu hóa, sau khi thức ăn được đưa từ miệng qua thực quản và xuống dạ dày, tại đây dạ dày sẽ sản xuất các loại men tiêu hóa và các axit clohydric để tiêu hóa thức ăn. Ở người bình thường, lượng axit này không gây tổn thương cho niêm mạc dạ dày bởi bề mặt được bảo vệ bằng một lớp chất nhầy. Tuy nhiên, khi không có chất nhầy bảo vệ, việc tiếp xúc thường xuyên với axit có trong dịch trào ngược rất dễ bị tổn thương. Để tự bảo vệ mình, thực quản có một vòng cơ ở phần cuối được gọi là cơ vòng thực quản dưới. Ăn không cho axit trào ngược lên trên. Lớp này chỉ dán ra khi nuốt để thức ăn đi vào trong dạ dày, sau đó đóng lại ngay lập tức để thức ăn và dịch không quay ngược lên phía trên nữa. Tuy nhiên, đối với các bệnh nhân mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, cơ vòng bị giãn ra hoặc bị suy yếu, không đóng kín được sau khi thức ăn đi qua, khiến các chất trong dạ dày và axit ăn mòn trào ngược lên đường thực quản, gây tổn thương cho lớp niêm mạc thực quản và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nó trào ngược lên làm cho cơ thể mình rất là khó chịu và cảm thấy là buồn nôn, đau đầu, rồi là mệt mỏi cơ thể con người. Ăn vào thì nó cứ lên trên cổ và miệng, cho nên là cũng thấy nó khó chịu. Ok ạ, đó thì là chúng ta đã được xem một cái video ngắn về thế nào là trào ngược dạ dày rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy là cái cơ thể của mình thì nó vốn dĩ nó rất là thông minh. Mọi người sẽ thấy là, mọi người biết không, cái axit ấy, cái dịch axit này nó là axit clohydric và nó có cái khả năng bào mòn kim loại rất là kinh khủng.
Và cái acid chlorhydric này nó còn được sử dụng trong công nghiệp và họ sẽ xử lý hầu hết tất cả những cái rỉ sét, đương nhiên nó phải ở cái nồng độ thích hợp nhé, xử lý được hết tất cả những cái rỉ sét kim loại luôn. Tức là bản chất là cái acid trong dạ dày của mình ấy, nó có thể ăn mòn được tất cả mọi thứ. Nhưng tại vì sao cái dạ dày của mình, cái dạ dày của mình, cái niêm mạc dạ dày của mình nó lại không bị ăn mòn bởi chính acid của nó? Đấy là bởi vì nếu một cái dạ dày bình thường khỏe mạnh nhá, nó sẽ có một cái lớp lớp màng nhầy như thế này, nó có một cái lớp chất nhầy như thế này để nó bảo vệ, nó ngăn cái acid tiếp xúc trực tiếp với cả cái niêm mạc dạ dày. Đó. Thế ở cái dạ dày của mình thì nó có cái lớp niêm, cái lớp gọi là cái màng nhầy đấy, cái lớp chất nhầy đó. Thế nhưng ở trên cái phần thực quản của mình nó lại không có. Vì vậy nên là cái thực quản nó sẽ có một cái cơ vòng thực quản nó ở đây này, thì nó sẽ đóng sau khi mà thức ăn xuống và nó sẽ đóng lại để cho thức ăn nó không trào ngược lên. Thế nhưng khi mà cái cơ vòng của mình vì một lý do nào đấy, vì một cái nguyên nhân nào đó và nó bị kiểu yếu, dạng như là nó bị giãn ấy. Mọi người hình dung giống như kiểu cái nắp của mình nó bị trơn ren đúng không ạ? Nó sẽ dễ bị bật ra chẳng hạn. Đó thì là những cái acid như thế này nó sẽ trào ngược lên. Đấy, nó sẽ trào ngược lên và nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái thực quản của mình. Đó, và mọi người sẽ nhìn thấy là đây là cái hình ảnh bên tay phải nhá, là khi mà cái cơ vòng thực quản của mình nó mở và sẽ gây trào ngược lên trên, nó sẽ ảnh hưởng đến thực quản của mình. Tùy vào cái mức độ thì nó sẽ gây những cái ảnh hưởng khác nhau. Thì cái dịch dạ dày của mình nó chứa những cái acid cực mạnh và những cái enzyme xúc tác này. Nếu như bình thường sau khi ăn, như vừa rồi Nga cũng nói, cơ thể của mình nó rất là thông minh. Ví dụ như mình ăn một cái lượng thức ăn này thì nó sẽ tiết một cái lượng acid vừa đủ để gọi là phân hủy được cái thức ăn đó, để có thể tiêu hóa được cái lượng thức ăn đó. Thì sau khi ăn, dịch sẽ tiết ra một cái lượng vừa phải và không gây những cái triệu chứng, cũng như là nó sẽ không tiết ra vào ban đêm. Nếu như mà đấy là cái gọi là bình thường nhá, là dạ dày nó rất là thông minh như vậy đúng không ạ? Thế nhưng bất thường là khi mà dịch nó sẽ tiết ra nhiều và liên tục, nó sẽ tạo ra những cái triệu chứng và sẽ xảy ra vào ban đêm, sẽ làm tổn thương cái thành dạ dày của mình. Tức là như bình thường ấy, dạ dày của mình ấy, cái dịch nó sẽ thường nó sẽ tiết ra vào những khoảng thời gian mà chúng ta ăn uống đúng không ạ? Nhưng mà ban đêm đâu có phải là cái thời gian mình ăn uống đâu, nhưng mà nó lại tiết ra. Đấy là bởi cái quá trình ăn uống cũng như là cái quá trình sinh hoạt của mình nó thiếu cái sự khoa học, nó gây đến, đấy là nó giống như kiểu bị rối loạn cái hệ tiêu hóa của mình á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc đấy là cái dịch của mình nó sẽ tiết ra không đúng lúc đó, và nó sẽ gây tổn thương cái thành dạ dày của mình. Và mọi người hình dung là khi mà cái van ấy, chính là cái cơ gọi là cái cơ vòng thực quản đấy ạ, cái van giữa dạ dày và thực quản bị tổn thương thì dịch dạ dày nó sẽ tràn lên này. Và phần lớn những bệnh nhân mà mắc cái bệnh trào ngược dạ dày thì không có đi khám. Có nghĩa đấy là mọi người cứ nghĩ rằng nó chỉ là ợ thôi, nó chỉ là ăn xong thì ai mà chả ợ đúng không? Và mọi người cũng nghĩ nó là bình thường, không đi khám. Và phần lớn đến cái lúc đi khám rồi thì cái thực quản hay là cái dạ dày của mình nó đã gặp khá là nhiều những vấn đề rồi. Đó, thì đó là cái gọi là về đôi chút về cái dịch dạ dày của mình, để chúng ta cũng biết thêm đúng không ạ? Đó cũng là một trong những cái bí mật của cơ thể của mình đấy. Đó. Và cái nguyên nhân mà gây ra cái trào ngược dạ dày của mình, đấy là cái khi mà có những cái nguyên nhân như sau này. Khi mà mình bị yếu cái cơ vòng thực quản này, bị viêm loét dạ dày, hay là mình cái hệ tiêu hóa của mình nó kém này, rồi là những cái lối sống thiếu khoa học này. Này, rồi là mình bị stress. Stress thì nó sẽ dẫn đến có thể là cái dịch vị dạ dày của mình, tức là cái acid dạ dày của mình nó sẽ tiết ra nhiều hơn ấy, thì nó cũng sẽ gây đến cái việc đấy là nó sẽ bị trào ngược dạ dày. Đó, thì nó những cái vấn đề như thế, những cái việc đấy là chúng ta bị trào ngược dạ dày, nó sẽ gây ra những biến chứng rất là khó lường như sau. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ bị viêm đường hô hấp này, giống như chính bản thân Nga cũng thế, mình cũng bị viêm đường hô hấp kiểu như vậy. Thứ hai đấy là mình sẽ bị viêm loét chảy máu thực quản này. Thứ ba là mình bị hẹp thực quản này. Thứ tư đấy là mình sẽ bị Barrett's thực quản, gọi là tiền ung thư thực quản đấy. Và thứ năm đấy là cái tình huống mà chúng ta không hề mong muốn, là khi mà chúng ta bị ung thư thực quản. Thì đó là một vài những cái thông tin về cái vấn đề trào ngược dạ dày. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái vấn đề viêm loét dạ dày nó là gì mọi người nhé. Hai vấn đề này nó khác nhau, nhưng mà thường khi mà đã bị bệnh lý về dạ dày thì chúng ta sẽ gặp cùng lúc cả hai vấn đề này, nhưng mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân để có gì để mình còn phòng tránh cả hai đúng không ạ? Viêm dạ dày là bệnh phổ biến hàng đầu trong các bệnh về đường tiêu hóa, chiếm khoảng 26% và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, có đến hơn 70% người Việt trưởng thành có nguy cơ nhiễm khuẩn viêm dạ dày. Ngoài những thói quen không tốt như ăn uống không điều độ, thiếu khoa học,
hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thức ăn chua, cay, làm việc quá sức, áp lực cao, thì bị nhiễm khuẩn Helicobacter pylori gọi tắt là HP là những nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày. Hiện nay, việc điều trị diệt HP trong bệnh viêm loét dạ dày tá tràng đang đối mặt với nhiều thách thức mà nguy cơ thất bại rất cao do nhiều nguyên nhân như người bệnh không tuân thủ đúng liều lượng, thời gian và cách uống thuốc do sợ tác dụng phụ của kháng sinh hoặc sợ phải uống số lượng thuốc quá nhiều. Bên cạnh đó, việc lạm dụng sử dụng tùy tiện kháng sinh ở người Việt cũng khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn. Lúc mà mới bắt đầu phát hiện bệnh thì tôi cảm thấy là mình rất là khó thở. Thì lúc đó thì cứ nghĩ là do mình bị bệnh tim. Thì sau đó là cũng có vài triệu chứng đó là nó ợ hơi nên nó làm mình mệt, thì cứ nghĩ là bị bệnh tim. Nhưng khi đi bác sĩ khám thì bác sĩ mới cắt nghĩa và có những cái tầm soát, những cái xét nghiệm thì bác sĩ nói là không phải là do tim nhưng mà là do bao tử. Vì bác sĩ nói rằng bao tử thì nó cũng có nhiều nguyên nhân, ví dụ như là do mình ăn uống không điều độ, không đúng giờ. Nhưng mà cũng có những trường hợp là mình bị những cái vấn đề căng thẳng, nhưng mà suy nghĩ nhiều quá thì cũng là do đau yếu bao tử. Ok ạ, thì đó chính là cái vấn đề về viêm dạ dày là bệnh phổ biến hàng đầu trong các bệnh. Đây ạ, thì mọi người sẽ thấy là khi mà bị viêm loét dạ dày thì chúng ta có thể bị viêm bất kỳ cái vị trí nào ở trên cái dạ dày của mình, đúng không ạ? Và cũng sẽ tùy vào cái tình trạng, gọi là cái tình trạng vết loét đấy, có thể loét sâu hoặc loét nông, hoặc là nó cũng chỉ gọi là mòn thôi. Nó mòn, nó giống như kiểu cái lốp xe của mình nó bị mòn ấy, chứ nó không gây thủng hay là gây viêm gì cả. Nó có rất là nhiều cái tình trạng loét khác nhau. Đó, và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái nguyên nhân gây viêm loét dạ dày là gì. Thì chúng ta sẽ quay lại một chút về cái cơ cấu dạ dày như lúc nãy Nga có chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Chúng ta có một cái lớp niêm mạc dạ dày, và để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của mình nó không có bị ảnh hưởng bởi chính cái axit của nó, thì nó sẽ có một cái lớp chất nhầy. Nhưng vì những cái lý do như ở trên hình ở đây thì nó sẽ khiến cho cái axit của mình nó bị tăng tiết ra, nó bị tiết ra nhiều hơn này, rồi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lớp bảo vệ của mình, nó giống như kiểu là nó gây ức chế cái lớp chất nhầy của mình, nó không có được sản xuất ra kịp thời, cũng như là nó sẽ gây tổn thương cái lớp đó. Đó, vì vậy nên là nó sẽ khiến cho cái axit đấy nó tác động trực tiếp vào cái niêm mạc dạ dày của mình và tạo thành những cái vết viêm, rồi sau đó trở thành những vết loét. Thì chúng ta sẽ thấy có những nguyên nhân chính như sau, đó là vi khuẩn HP, chúng ta nghe rất là nhiều đúng không ạ? Thì đây là một cái loại vi khuẩn mà nó sẽ lây qua cái đường ăn uống của mình, lây qua cái đường ví dụ thậm chí là người lớn mà hôn trẻ nhỏ ấy, hôn bằng môi ấy, đó thì là hoàn toàn có thể lây cái vi khuẩn HP từ người lớn sang trẻ nhỏ luôn. Đấy, hoặc là người lớn chúng ta hôn nhau đúng không ạ, thì cũng hoàn toàn có thể gây ra cái vấn đề là lây nhiễm cái vi khuẩn HP đấy, hoặc là lây qua những cái ví dụ như là những cái nơi mà mình ăn uống nó không được vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể lây từ những nguồn như vậy. Đấy, rồi là chúng ta lạm dụng những cái thuốc giảm đau chống viêm, những cái thuốc này thì gọi chung mọi người cứ hay gọi chung chung nó là thuốc tây đúng không ạ, đấy. Cứ gọi chung là thuốc tây, thì chúng ta sẽ thấy là những cái thuốc như thế này nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái dạ dày của mình. Thì thường cái loại thuốc này nhá, thì nó là cái loại thuốc mà sẽ sử dụng trong cái vấn đề điều trị xương khớp, đau nhức xương khớp thì sẽ rất là hay sử dụng cái loại thuốc đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày của mình này. Nó sẽ mặc dù nó sẽ giúp mình giảm đau và kháng viêm, thế nhưng nó lại gây đến cái việc đấy là chúng ta sẽ bị đau dạ dày. Vì vậy nên là chúng ta dùng thuốc ấy, chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý tránh cái việc lạm dụng. Và khi mà mình dùng thuốc gì đó giảm đau các thứ thì mình cũng phải tìm hiểu xem là nó có gây ảnh hưởng, nó có gây đau dạ dày của mình hay không. Rồi là có thể do áp lực công việc của mình nó khiến cho mình bị stress này, kéo dài một thời gian này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày của mình. Đó, nó sẽ tăng tiết axit nhiều hơn này. Rồi là ví dụ giống như kiểu khi mà mình ăn uống chẳng hạn, mình không ăn uống tập trung đúng không? Vừa ăn uống xong rồi vừa nghĩ ngợi công việc, vừa nghĩ cái nọ cái kia, chuyện này chuyện khác, nó khiến cho cái axit của mình nó không tiết ra đúng lúc ấy, thì nó cũng sẽ gây đến cái vấn đề là mình sẽ bị đau viêm dạ dày. Rồi là những cái lối sống thiếu lành mạnh này, hay là di truyền. Di truyền thì người ta cũng nghiên cứu và chỉ ra rằng trong gia đình có người bị viêm loét dạ dày hay là ung thư dạ dày ấy, thì sẽ có nguy cơ mắc cao hơn so với những người khác. Và cũng có một cái giả thuyết được cho rằng là cái di truyền đấy nó không chỉ là về cái vấn đề sinh học mà nó còn liên quan đến những cái thói quen. Nhiều khi nó là di truyền cái thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt, nên là dẫn đến là cái thế hệ sau sẽ bị kiểu như bị dạ dày theo ấy ạ. Đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà có thể gây ra viêm loét dạ dày. Ai vào mọi người tắt mic Zoom Nga nhé.
và bốn cái biến chứng gọi là chết người của viêm loét dạ dày, đấy là chúng ta có thể bị xuất huyết dạ dày này, thủng dạ dày này, giống như cái vết loét nó giống như kiểu là thủng xăm vậy đúng không ạ? Đầu tiên là nó mòn thôi, xong đến lúc nó thành thủng luôn đấy, rồi là bị hẹp môn vị dạ dày, rồi cái trường hợp mà đáng sợ nhất đó là bị ung thư dạ dày. Và mọi người có biết không, mỗi năm tại Việt Nam có đến 15.000 ca ung thư dạ dày, và trong đấy có 11.000 ca tử vong. Thì rõ ràng là cái vấn đề bị dạ dày nó là một cái vấn đề gọi là đáng báo động luôn, đòi hỏi là chúng ta sẽ cần phải có những cái giải pháp đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là có những cái biện pháp như thế nào để cải thiện điều trị cũng như là phòng chống cái vấn đề bị trào ngược và viêm loét dạ dày đó. Thì đầu tiên đấy là chúng ta sẽ cần phải thay đổi lối sống và thay đổi cách chúng ta ăn đúng không ạ? Giống như lúc đầu Nga nói rồi đấy, cái dạ dày nó là cái tuyến đầu tiên, dạ dày là cái tuyến đầu tiên trong cái hệ miễn dịch của mình, trong cái hệ tiêu hóa của mình, và nó sẽ luôn phải chiến đấu, nó luôn phải chiến đấu với hàng tỷ cái con vi khuẩn mỗi khi mà chúng ta dùng bữa đó. Nên là cái rồi là cái lối sống của mình nữa, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái dịch axit trong dạ dày của mình, cũng như là cái lớp màng nhầy của dạ dày của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể OK ạ, tiếp tục mọi người nhé. Thì cái trường hợp mà nếu như chúng ta thay đổi lối sống cũng như là thay đổi cái cách mà chúng ta ăn rồi mà chúng ta cũng không gọi là xử lý được ngay cái vấn đề bị trào ngược cũng như là viêm loét dạ dày thì chúng ta sẽ buộc phải dùng thuốc. Đấy, chúng ta sẽ buộc phải dùng thuốc. Đấy là những cái thuốc gọi là tạo màng bọc niêm mạc dạ dày, hay là rồi là cái thuốc trung hòa axit này. Và thì đấy là với cái vấn đề gọi là trào ngược. Thế còn một cái loại thuốc tiếp theo đó là thuốc kháng sinh diệt cái vi khuẩn HP. Thì nếu như đó là cái vấn đề bị viêm dạ dày do cái vi khuẩn HP thì tùy vào cái vấn đề của mình mà bác sĩ họ sẽ kê khai những cái loại thuốc phù hợp với cả cái vấn đề của mình đúng không ạ? Và cái trường hợp mà gọi là nặng nhất là chúng ta sẽ cần phải phẫu thuật nội soi dạ dày và phẫu thuật. OK, chúng ta tiếp tục mọi người nhé. Thì đó là những cái biện pháp mà giúp cho chúng ta có thể cải thiện điều trị cũng như là phòng chống trào ngược và viêm loét dạ dày của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề dùng thuốc hay là phẫu thuật các thứ là những cái mà chúng ta không hề muốn rồi. Thế thì cái việc rồi là kể cả chúng ta có dùng thuốc hay là có phẫu thuật mà cái lối sống của chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ còn phải dùng thuốc rất là nhiều, rồi chúng ta sẽ cần phải phẫu thuật rất là nhiều lần nữa cơ ạ. Đó, và vì thế nên là cái gốc rễ mà để cho chúng ta xử lý ấy, nó gọi là cái cơ chế nội sinh ấy. Đấy là chúng ta hãy thay đổi cái lối sống và thay đổi cái cách mà chúng ta ăn. Chúng ta hãy xây dựng cho mình một cái lối sống lành mạnh. Thì ở đây Nga có tổng hợp được một vài cái điều mà sẽ hỗ trợ cũng như là giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa cái vấn đề bị đau dạ dày cũng như là cải thiện mọi người nhé. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ cần phải ăn đúng giờ. Cái này nhiều khi là mọi người nghĩ là ăn thì ăn lúc nào chả được đúng không ạ? Lúc nào đói thì ăn hoặc lúc nào tiện thì ăn. Và đặc biệt là với cái thời đại công nghiệp như bây giờ thì chúng ta lại càng hay có cái suy nghĩ như thế, và chúng ta thường xuyên bỏ bê cái sức khỏe của mình. Thật sự là khi mà Nga tìm hiểu ở bên ngoài, Nga nói chuyện với cả những cái người bên ngoài không phải công việc Oflame nhá, hầu hết mọi người không có để tâm nhiều đến sức khỏe đâu. Chỉ có những cái người mà đã từng mắc bệnh rồi. Tức là người ta ví dụ như là những cái người mà cũng trung tuổi ấy, hoặc người ta đã từng trải qua một cái bệnh gì đấy rồi thì họ mới trân trọng sức khỏe, chứ còn hầu hết là mọi người không trân trọng sức khỏe mấy đâu. Thường sẽ để ý đến vấn đề kiếm tiền hay là cái vấn đề tiêu tiền như thế nào, mọi người hay nghĩ đến những cái đó nhiều hơn đó. Thì thứ nhất đấy là chúng ta sẽ cần phải ăn đúng giờ. Thì có một cái khung giờ mà cái dạ dày của chúng ta nó giống như kiểu cái đồng hồ sinh học của mình ấy, nó sẽ tiết axit vào lúc 7 giờ sáng này, 7 giờ tối này và 12 giờ trưa. Thì đó là những cái khung giờ mà dạ dày của mình nó sẽ tiết ra axit để nó gọi là tiêu hóa thức ăn. Thế nhưng nếu như mà lúc đấy mà nó không có thức ăn ở trong dạ dày thì đồng nghĩa việc đấy là nó sẽ gây đau, gây co bóp cái dạ dày của mình đúng không ạ? Thì bữa sáng chúng ta nên ăn trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi chúng ta thức dậy, thì nên ăn vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng này. Bữa trưa là cách bữa sáng 3 đến 4 tiếng, nên ăn vào khoảng 12 cho đến 13 giờ.
Bữa phụ chiều là nên cách bữa trưa khoảng 3 tiếng, bữa tối cách bữa phụ khoảng khoảng 3 tiếng, nên ăn vào trong cái khoảng thời gian từ 18 đến 19 giờ và không ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ. Và khi mà Nga, cái lúc mà Nga đi khám họng giống như lúc nãy Nga nói mọi người ấy, thì bác sĩ cũng dặn Nga như thế, trước khi đi ngủ 3 tiếng thì không có ăn uống gì thêm hết. Đó. Trừ khi có khát nước thì uống một xíu thôi chứ cũng không có nên nên uống quá nhiều. Thứ hai đấy là chúng ta hãy gọi là ăn những cái bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn mình ăn những cái bữa lớn ấy. Đó, thì cái việc mà chúng ta ăn quá no nó sẽ gây áp lực đến cái dạ dày của mình. Và mình hình dung đấy là mình hãy ăn no ở cái độ ở là 70-80% thôi. Đó, và chứ không có nên ăn no căng ngay khi mà chúng ta ăn kết thúc bữa ăn nhé, mà chúng ta đã cảm thấy no căng rồi thì lúc sau mình cảm thấy sẽ rất là no luôn. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ ăn no ở trong cái khoảng 70-80% thì lúc sau mình sẽ cảm thấy là nó vừa đủ. Đó. Tiếp theo đó là chúng ta hãy hạn chế những cái thực phẩm có gia vị mạnh này, thực phẩm kích thích tăng tiết axit hay kích thích kích thích cơ thắt dưới thực quản. Đấy là cái những cái hoa quả có hàm lượng axit cao như là chanh, cam, dứa này, nước có ga, thức ăn cay nóng hay là sô cô la. Đó, và thứ tư đó là chúng ta hãy lựa chọn những cái thực phẩm có tính kiềm, có khả năng trung hòa axit này, thực phẩm từ tinh bột như bánh mì hay bột yến mạch hay đạm dễ tiêu, rồi là chúng ta sẽ cần phải có một cái chế độ ăn đầy đủ cũng như là cân bằng dinh dưỡng. Đó. Và cái điều thứ năm đó là chúng ta hãy người đợi Nga xíu. Không có uống quá nhiều nước trong cái quá trình mà chúng ta ăn uống mọi người nhé, nó sẽ làm loãng cái dịch vị dạ dày của mình và không hề tốt cho cái vấn đề tiêu hóa của mình một chút nào cả. Và tiếp theo đó là một số cái lưu ý khác nữa cho cái lối sống lành mạnh của mình, đấy là không nằm mà trong 2 giờ sau khi ăn này, rồi là khi ngủ thì mình sẽ nằm đầu cao khoảng 50 cm so với chân. Nga nhớ có một lần mà quảng cáo có cái loại gối ấy, nó giống như kiểu là cái như kiểu nó dốc dốc ấy, thì mình nằm cái gối đấy nó cũng sẽ rất là tốt, nó rất là tốt cho cái dạ dày của mình. Thứ bảy đấy là chúng ta không mặc quần áo quá lâu này, nó sẽ gây áp lực đến cái hệ tiêu hóa nói chung của mình. Rồi hãy giảm cân nếu mà mình bị thừa cân béo phì, cân bằng thời gian mình làm việc và nghỉ ngơi này, tránh bị stress đúng không ạ. Thứ 10 đó là hãy bỏ những thói quen xấu như là thuốc lá, bia rượu và cà phê. Đặc biệt những cái người nào mà bị dạ dày thì hãy gọi là sao nhỉ, hãy nghĩ đến cái lúc đấy là nếu như mà mình không cai thuốc lá, không bia rượu, cà phê thì không chỉ đau dạ dày đâu, mà thuốc lá và bia rượu nó có thể gây đến đến những cái vấn đề về gan của mình nữa đúng không ạ, rồi rất là nhiều những vấn đề khác ảnh hưởng bởi cái sức khỏe ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình vì thuốc lá cũng như là bia rượu. 11 đấy là chúng ta hãy luôn giữ cái tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng này. Và 12 đấy là hãy luyện tập các bài thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ hay là yoga vân vân. Đó thì đấy là tịnh chung, gọi là nói chung về cái lối sống lành mạnh. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nếu như bình thường chúng ta chỉ có ăn uống không thôi thì hầu hết đấy là chúng ta sẽ không thể nào cung cấp đầy đủ những cái vitamin, khoáng chất cũng như là những cái dưỡng chất đa lượng cũng như là vi lượng cho cơ thể của mình. Vì vậy nên làm việc chúng ta bổ sung thêm từ bên ngoài ấy, mà lại là bổ sung từ cái gọi là những cái dinh dưỡng chất lượng ấy, nó là cái chìa khóa rất là quan trọng. Thì ở đây chúng ta có một cái gọi là một cái giải pháp cho mình, đó là những cái sản phẩm. Thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem là cụ thể là cái này tại vì sao mà nó lại có nghĩa gì. Ok ạ. Rồi ạ. Đầu tiên đó là Tăng ơi, em tắt mic hộ chị mất. Đợi em một chút để em tắt cái mic nè. Ok. Rồi ạ, thì đầu tiên đó là cái thành phần đạm protein mà chúng ta sẽ có thấy là nó là cái thành phần chính ở trong cái sản phẩm Wellness Check này. Thì nó sẽ giúp cho đạm, thì nó gọi là đạm trong cái sản phẩm Wellness Check này của mình, nó là một cái loại đạm dễ tiêu ấy, nên là nó sẽ giúp tránh sự bào mòn lớp nhầy trong dạ dày, co thắt thực quản, có axit trào lên đó. Và protein thì nó sẽ giúp cho chúng ta cấu tạo nên tế bào, và khi những cái tế bào bị đứt gãy ấy, cơ thể có khả năng tự tái tạo lại, nhưng mà nó sẽ cần protein để làm điều này. Vì vậy nên là protein nó ôi mọi người ơi, để ý mic của em tí ạ. Nga,
cả hệ thống được nghe Baby Shark đu đu luôn. Ok ạ. À, protein thì nó sẽ giúp cấu tạo cấu tạo nên cái tế bào của mình đấy ạ, và nó sẽ giúp vá lại những vết thương trong dạ dày một cách tự nhiên nhất khi mà những cái tế bào niêm mạc dạ dày được tái tạo lại. Và protein nó còn có một cái tác dụng tuyệt vời hơn, đó là nó sẽ giúp trung hòa cái dịch vị axit dạ dày của mình. Nó sẽ bám vào cái thành dạ dày của mình như một cái lớp bảo vệ. Và khi mà đến cơn đau nhá, mình dùng khoảng 1/2 cái thìa Wellness của mình ấy, pha với khoảng 100ml nước. Và tùy theo cái nhu cầu uống của mình thôi, thì khoảng như thế. Thường có cái đợt mà có lần Nga bị đau dạ dày, Nga cũng làm như thế. Thì uống vào thì nó sẽ đỡ đau ngay tức thì. Gọi là nó trung hòa cái dịch vị axit dạ dày của mình mà. Đấy, hoặc là những cái lúc mà mọi người đúng đến cái giờ ăn nhưng mình chưa có ăn được ấy, thì mình hãy sử dụng một cái cốc Wellness, nó sẽ giúp cho mình gọi là giống như kiểu là kịp thời để trung hòa cái axit lúc đó mà cái dạ dày của mình nó tiết ra khi mà thức ăn nó chưa có vào, thì đã có cái Wellness của mình nó vào, nó giống kiểu xử lý luôn rồi, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái sản phẩm Wellness cũng như là cái công dụng của cái thành phần protein đạm. Tiếp theo đó là cái thành phần của trong cái sản phẩm Wellness Pack. Trong cái bộ combo của mình thì nó có hai cái hộp Wellness Pack, đúng không ạ? Thì mỗi cái hộp Wellness Pack này nó sẽ có 21 gói, và mỗi gói thì nó sẽ bao gồm 2 viên omega 3 này, 1 viên astaxanthin và 1 viên vitamin và khoáng chất tổng hợp. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thành phần của nó, tại vì sao mà có lát nữa mọi người cũng sẽ được nghe câu chuyện của chị Hằng. Chị Hằng dùng cái sản phẩm Wellness Pack thôi mà nó đã cải thiện được rất là tốt cái vấn đề dạ dày của chị ấy rồi. Đó, thì thứ nhất xét về cái vitamin và khoáng chất thì anh nữa mày lấy thêm. Anh to rồi lấy thêm. Anh to rồi mày dùng lấy. Rồi. Anh Minh. Anh Minh hỏi em với ạ. Ôi rồi, rất là xin lỗi mọi người tại vì bị gián đoạn một cái vì những bài hát thiếu nhi. Đầu tiên đó là cái vitamin B12 và sắt, thì đây là một cái thành phần quan trọng giúp cho tạo máu đầy đủ và nó sẽ khiến cho dạ dày của mình làm việc tốt. Thì có một cái câu nói như này đấy là căng ra bụng trùng ra mắt. Tại vì sao lại thế? Bởi vì khi mà chúng ta ăn no ấy, thì cơ thể của mình nó sẽ dồn máu vào cái dạ dày của mình để tiêu hóa, đúng không ạ? Vì vậy nên là cái gọi là cái mắt của mình ấy nó sẽ không có đủ máu, và vì vậy nên là chúng ta sẽ cảm thấy là bị gọi là căng da bụng trùng da mắt đấy ạ. Đó thì là cái những người mà bị dạ dày ấy, tiêu hóa hấp thu kém, cơ thể không có hấp thu được những cái vitamin và khoáng chất cần thiết, nó sẽ dẫn đến thiếu máu. Vì vậy nên là cái thành phần vitamin B12 và sắt nó sẽ trong cái sản phẩm Wellness Pack này ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta tái tạo máu của mình. Đó. Và cái tiếp theo đó là cái vitamin C. Nga chỉ liệt kê ở đây một vài cái thành phần mà gọi là nổi bật cũng như là chúng ta sẽ dễ thấy cái công dụng của nó nhé. Đấy, thì đó là tiếp theo đó là cái vitamin C, thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình tái tạo niêm mạc dạ dày của mình này, tăng cường sự bền chắc của thành dạ dày, giảm viêm nhiễm, hạn chế và cải thiện nguy cơ loét dạ dày, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ quan tiêu hóa, và đặc biệt là vitamin C nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình ức chế cũng như là đào thải vi khuẩn HP ra khỏi cơ thể của mình. Và cái vitamin C này nó không chỉ có ở trong cái viên vitamin và khoáng chất đâu, mà nó còn có ở trong cái viên astaxanthin tảo màu nâu nâu của mình này. Đó thì nó cũng chứa vitamin C rất là nhiều luôn ạ. Và những cái vitamin nhóm B thì mọi người hình dung là khi mà dạ dày của mình bị viêm loét và tổn thương, nó sẽ dẫn đến cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng nó kém. Tức là giống như kiểu mình ăn 10 mà chỉ có hấp thụ được 3 thôi ấy. Vì vậy nên là cái vitamin B nó sẽ giúp mình tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Và vitamin B nó cũng sẽ giúp chuyển hóa năng lượng cũng như là giúp tỉnh táo sảng khoái vào ban ngày. Và dẫn tới là nó sẽ giúp giảm stress và mình sẽ nhanh chóng phục hồi cái sức khỏe dạ dày của mình hơn. Đó. Cái tiếp theo đó là canxi, thì nó sẽ giúp hoạt động cơ tốt hơn, như là cái cơ vòng thực quản, cơ dạ dày, cái cơ mà nó sẽ đóng lại khi mà thức ăn nó trôi xuống đấy, khi mà nó bị gọi là
lỏng đúng không? Thì nó sẽ khiến cho axit nó bị trào ngược hơn, là trào ngược lên trên thì canxi của mình nó sẽ giúp cho cái hoạt động cơ tốt hơn, và canxi nó cũng là một cái thành phần mà giúp cho trung hòa cái axit ở trong dạ dày của mình. Tiếp theo đó là cái thành phần omega 3 và atacetin. Thì omega 3 nó sẽ với cái khả năng kháng viêm rất là tốt thì nó sẽ giúp cái ổ viêm của mình hạn chế bị ăn sâu và lan rộng hơn, đồng thời là giảm cái sự xâm nhập của virus, thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn. Đó. Và thứ sáu đấy là cái viên atacetin của mình nó có cái khả năng chống oxy hóa cực kỳ cao, nên là nó sẽ hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng của mình, và đặc biệt đấy là nó sẽ gọi là bảo vệ cái tế bào của mình ấy, ngăn chặn cái quá trình gốc tự do tấn công vào những cái tế bào này, và những cái tế bào của mình nó sẽ tránh khỏi cái vấn đề bị viêm nhiễm, và viêm nhiễm nó là cái mầm mống của những cái bệnh lý nguy hiểm và có thể dẫn đến hình thành u bướu. Thì đó là những cái viên ở trong cái sản phẩm Wellness Pack. Và một cái sản phẩm tiếp theo mà cũng rất là có ý nghĩa đối với cái hệ tiêu hóa của mình, đó là cái chất xơ prebiotic. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây đấy là cái sản phẩm chất xơ của mình. Thì khi mà chúng ta ăn nhiều chất xơ ấy thì nó sẽ làm giảm năng lượng của một bữa ăn, nên là nó sẽ giảm cái vấn đề bị trào ngược. Và một cái bữa ăn mà giàu năng lượng sẽ ở lại cái dạ dày lâu hơn, nên sẽ dễ gây trào ngược hơn một cái bữa ăn mà ít năng lượng, đúng không ạ? Đó. Và cái nữa đấy là cái chất xơ hòa tan khi mà vào trong dạ dày gặp nước thì nó sẽ tạo gel, đúng không ạ? Cái sản phẩm chất xơ prebiotic của mình đó là chất xơ hòa tan, thì nó cái lớp gel này nó có thể nổi lên trên cái dịch thức ăn, và nó có cái công dụng như kiểu một cái lớp màng ngăn axit nó trào lên trên, giống như kiểu một cái lưới, đúng không ạ? Nó bọc lại cái thức ăn của mình, không có trào ngược được lên trên. Đó, và cái chất xơ prebiotic của mình thì một cái công dụng mà chúng ta vẫn hay biết rồi, đó là nó sẽ giúp cái lợi khuẩn của mình nó được khỏe mạnh và cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột của chúng ta. Đó, thì đó là cái những cái sản phẩm mà sản phẩm Wellness mà Nga vừa chia sẻ mọi người, nó sẽ tác động đến cái cơ chế mà nó cải thiện vấn đề dạ dày như thế nào.